Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một dự án mới nhất tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 4 căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp xong thì Ngọc Ánh quay và gửi cho quý vị có 2 căn mặt ngoài và 2 căn mặt trong như thế này nha quý vị. Và ở đây thì có các hướng như sau. Hướng nhà Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị là hướng Đông Nam, hướng ở trong này là hướng Tây Nam, còn một căn hướng Đông Bắc nữa quý vị ạ. Với cái vị trí đi lại giao thông thuận tiện, gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với trường Trung cấp Y Dược, gần với trục đường quốc lộ 6, gần với bến xe Yên Nghĩa, xung quanh ngập tràn tiện ích dân sinh, chợ, trường, phường, trạm, mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và 4 căn nhà này thì có 4 cuốn sổ đỏ riêng biệt cho quý vị rồi, có thể dọn đồ về và ở được ngay vì căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong. Hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn như quý vị nhìn thực tế. Và trong 4 căn nhà này thì đã bán 1 căn lô góc có nhà về ở rồi, còn lại 3 căn thì Ngọc Ánh sẽ quay căn này gửi cho quý vị, bởi vì thiết kế nó là giống nhau, nó chỉ khác nhau một chút về cái hướng thôi. Quý vị nào không hợp hướng Đông Nam thì có thể chọn lựa hướng Tây Nam nha. Và giá chào bán thì rất là rẻ, 2.450.000.000 cho một căn nhà cả nhà và đất xây 5 tầng mọi người ạ. Cả nhà và đất xây 5 tầng, giấy phép xây dựng đầy đủ, có trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đường ngõ trước nhà thực tế đây mọi người ơi. Đường ngõ trước nhà hai xe máy tránh nhau và cách với trục đường ô tô đi lại được áng chừng khoảng tầm 100m. Với cái căn nhà này hoàn thiện rất là chỉn chu, cẩn thận. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì được thiết kế là ốp gạch, và với cái phần cửa chính thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, thiết kế đầy đủ chỉn chu công năng cho quý vị sử dụng. Với diện tích nhỏ nhưng nói thật với mọi người luôn, cái diện tích 30m này quý vị nghĩ rằng nó quá là bé, tuy nhiên ở Hà Nội thì nó chính xác, nó là tấc đất tấc vàng mọi người ạ. Với 30m này ở quê quý vị có thể, một số người có trêu em luôn ấy là 30m này ở quê anh chỉ có mà trồng chỉ có mà nuôi gà thôi, nhưng ở trên Hà Nội thì đây là một căn nhà mang lại tổ ấm cho mọi người, cho gia đình. Đây là cái phần hoàn thiện phòng khách của ngôi nhà, thiết kế gần như là xong xuôi hết rồi, chỉ còn một chút chút ở đây thì còn để đồ mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, và ở phần phòng khách thì chủ nhà có tặng cho mình một chiếc quạt trần. Với phần phòng khách ở đây nữa được vách ốp vách PVC, giả đá cũng như là giả gỗ ở đây rất là hợp lý, kệ tivi để ở đây. Nói chung với diện tích này nó không quá lớn, Ngọc Ánh đã sẽ nhắc lại với mọi người, nó không quá lớn, nó chỉ đáp ứng đúng cái tiêu chí sử dụng đầy đủ cho quý vị thôi. Phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi, phòng ngủ. Với căn nhà này thì thiết kế hẳn cho mình 3 phòng ngủ đấy. Đấy. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Ở đây là cái phần ngăn cách giữa phòng khách và cầu thang. Vách PVC, vách này là vách CNC mọi người ạ. CNC giả gỗ kệ trang trí. Đấy. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách. Bởi vì một số thầy phong thủy cũng chia sẻ rằng là nếu như để cầu thang mà thẳng với cửa thì nó không tốt. Chính bởi vậy cho nên chủ nhà cũng có thiết kế cái này cho mình. Đó. Và đây là ngoài cái phần phòng khách thì ở đây thiết kế cho mình phòng bếp. Phòng bếp này thì đáp ứng cho quý vị đầy đủ công năng sử dụng. Với cái thiết kế ở đây là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt, xung quanh bếp thì là ốp gạch và mặt bếp thì ốp đá granite, chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Đây, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 rất là chắc chắn. Đấy, với cái độ bền của cái tủ bếp này nó khoảng tầm 8 đến 10 năm cho quý vị. Còn sau 8 đến 10 năm thì quý vị có thể thay đổi tủ khác, mẫu mã theo ý mình. Với cái tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì ở đây còn một phòng vệ sinh. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng nhỏ nhắn, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, máy bơm, nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với cái nhà này ấy, thì đã có bể ngầm 2 khối 8, bể nước ngầm 2 khối 8, một bồn nước ở trên phía tầng 5 một khối và một chiếc máy bơm nước tự động khi mà hết nước. Ở đây thì đã sử dụng nước sạch, ở đây là nước sạch sông Đà và hệ thống điện EVN Hà Nội nha quý vị. Với cái căn nhà này thì giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc phù hợp với quý vị nào đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân gần với bến xe Nghĩa. Từ vị trí căn nhà này nó cách với bến xe Nghĩa khoảng tầm 2-2,5 km thôi. Đó, gần với trường Đại học Đại Nam, cách với trường Đại học Đại Nam khoảng chừng 1 km. Quý vị nào đang có con em học hành ở trường Đại học Đại Nam thì nó cũng rất là hợp lý để cái căn nhà này lựa chọn cho các bạn đấy.
Hoặc là ví dụ cái căn nhà này thì hiện tại giá chào bán là 2 tỷ 450 triệu đồng thì có thể vay ngân hàng được bao nhiêu ạ? Với cái căn nhà này quý vị có thể vay ngân hàng tối đa tại thời điểm này khoảng tầm 1 tỷ 2 cho tới 1 tỷ 3 tiền ngân hàng. Phần còn lại thì quý vị chuẩn bị tiền mặt giúp Ngọc Ánh nhá. Đấy, rất là hợp lý đúng không ạ? Ngọc Ánh đã review chi tiết cụ thể đường, hướng, giá, vị trí của cái căn nhà này. Cụ thể nó là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 4 căn nhà đã bán 1, còn 3 căn để cho quý vị lựa chọn. Sau đây, mời quý vị theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4 và 5 của ngôi nhà nhé. Với căn nhà này thì Ngọc Ánh đã chia sẻ cho quý vị rồi, thiết kế hẳn 3 phòng ngủ. Thì 3 phòng ngủ thiết kế ra sao ạ? Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng rãi, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Phòng ngủ vuông vắn nha mọi người, rất là dễ dàng kê đồ nội thất. Tất cả các phòng ngủ ở đây, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đều được lắp cửa sổ đầy đủ, trang bị hai lớp cửa. Đồng thời chủ nhà có tặng cho mình rèm cửa nữa. Đấy. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, chỉ việc về lắp thôi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng và ở phía dưới chất Ngọc Ánh thì thiết kế ở đây là sàn gỗ. Cửa nhà vệ sinh, cửa thông phòng thiết kế cùng một lớp loại cửa, đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đấy. Vị trí, đường hướng, ngõ thông thoáng mọi người ạ. Ngõ ô tô thì cũng gần, khá là gần 100m. Nếu như hướng nhà đông nam mà quý vị không hợp thì còn lại căn nhà hướng tây nam để cho quý vị lựa chọn. Với cái phòng ngủ này rất là dễ dàng kê đồ, nó vuông lắm ấy mọi người ơi. Và cái căn nhà này thì chắc chắn là không có lỗi phong thủy gì mọi người nhá. Không gần đình chùa, không đường đâm, không thóp hậu, để cho quý vị có thể yên tâm trước khi đi xem nhà. Và quý vị có thể gọi cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn cho quý vị tốt nhất về cái cung đường quý vị đi làm, về cái mong muốn nhu cầu khi quý vị mua nhà nhé. Tại thời điểm này nếu như mà ngân hàng có hỗ trợ hay không thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh. Đấy. Và tầng 2 thì phòng vệ sinh đây. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Tầng 2 thì đầy đủ cho quý vị bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống. Đây, với cái phần tầng 2 thì thiết kế toàn bộ là gạch mọi người ạ. Gạch ốp lên trên tới trần cho mình luôn. Rất là sạch sẽ, quạt hút mùi, quạt thông gió. Tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế nó giống hệt nhau như thế này. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, mỗi một tầng thiết kế một phòng vệ sinh. Cho nên căn nhà này có 4 phòng vệ sinh rồi. Vậy thì mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà là tầng 5 nha. Và đây là phía tầng 5 của ngôi nhà. Tầng 5 của ngôi nhà thì được thiết kế như sau. Ở ngõ máy đăng lên đây là có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đây. Thiết kế toàn bộ là gỗ và ở phía tầng 5 thì đây là không gian phòng thờ nha quý vị. Này, không gian phòng thờ của ngôi nhà. Còn lại, đây chính là phần sân phơi, đây là khu vực để riêng máy giặt. Này, đầu thoát nước này, sàn thoát nước này, ổ điện này. Và tầng 5 thì có cửa riêng đây. Này, quý vị có thể nhìn thực tế nhá, phần còn lại đấy. Đây là cái khu vực để máy giặt và đây là phần sân phơi siêu rộng. Nhìn thực tế từ căn nhà này, quý vị ạ, nhìn thực tế từ căn nhà này thì ở đây dân cư quá là đông đúc luôn. Đi lại thuận tiện gần với trục đường quốc lộ 21, gần với lại các trường đại học lớn, trường cao đẳng cũng như là trường mầm non cấp 1, cấp 2, đầy đủ tiện ích cho quý vị sử dụng. Giá bán 2 tỷ 450 triệu đồng cả nhà và đất có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888011 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.